Cách sử dụng điện thoại Vertu để nâng cao uy tín cá nhân. Xin chào anh em là San Vertu. Với 12 năm kinh nghiệm, em đã giúp cho hàng nghìn anh em doanh nhân có được uy tín đẳng cấp hơn trong ánh mắt của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh em cách để anh em dùng điện thoại Vertu có thể đẳng cấp hơn ở trong ánh mắt của người khác. Những anh em nào mà đang dùng 2 SIM điện thoại, 3 SIM điện thoại, 4 SIM điện thoại thì anh em biết được rồi. Một chiếc smartphone này không thể nào mà nhét hết được số SIM điện thoại của anh em vào. Vì vậy nên anh em cần phải có thêm chiếc điện thoại khác nữa. Nếu mà anh em dùng 2 chiếc smartphone ý, thì nó sẽ to, nặng, cồng kềnh và nó không thể hiện đẳng cấp khác biệt của anh em. Còn nếu mà anh em mà không dùng một chiếc smartphone nữa, anh em dùng một chiếc điện thoại Nokia cục gạch thì nó sẽ làm con người của anh em nó bị nhỏ bé đi, nó sẽ làm uy tín của anh em nó bị hạ thấp đi và nó sẽ làm cái giá trị cuộc sống của con người của anh em nó bị xuống thấp một bậc. Vì vậy, chiếc điện thoại Vertu này dùng với cả chiếc smartphone thì sẽ giúp cho anh em vừa sử dụng được nhiều SIM điện thoại lại vừa giúp cho anh em nâng cao được uy tín cá nhân của mình. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà anh em có thể sử dụng chiếc điện thoại Vertu này dễ dàng để tăng uy tín cá nhân của mình. Chứ hôm nay em sẽ không hướng dẫn anh em cách để dùng chiếc điện thoại Vertu để nghe gọi nhá. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng chiếc điện thoại Vertu này để làm sao anh em có thể đẳng cấp hơn ở trong ánh mắt của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên nhá, một cách nhanh chóng và cực kỳ gọn nhẹ. Cách đầu tiên ấy là khi mà anh em mà sở hữu chiếc điện thoại Vertu này rồi thì anh em nên chụp ảnh chiếc điện thoại Vertu này, anh em đăng trên Zalo hoặc là trên Facebook hoặc là mỗi khi mà anh em đi ăn tiệc, mỗi khi anh em đi ăn nhậu ở đâu thì anh em cho để chiếc điện thoại Vertu ở trên mặt bàn thì anh em ngồi ở đấy anh em vô cùng đẳng cấp luôn anh em nhá. Khi mà anh em có được cái mối quan hệ mới, anh em làm quen với ai đó và anh em muốn xin số điện thoại của họ thì anh em rút điện thoại Vertu ra và anh em xin số điện thoại của họ và anh em lưu số điện thoại của họ vào trong chiếc điện thoại Vertu này. Và nếu mà anh em mà muốn còn lưu số điện thoại Zalo của họ nữa thì anh em lấy cái số điện thoại đã lưu ở trong chiếc điện thoại Vertu này, anh em nhập vào cả chiếc smartphone nữa để anh em có thể lưu được số Zalo của họ. Và mỗi khi mà anh em ngồi họp ở trên mặt bàn thì anh em cũng để chiếc điện thoại Vertu ở trên mặt bàn của mình. Như vậy thì nó vừa gọn nhẹ ở trong túi, nó không bị nặng, không bị cộm ở trong người mà nó lại thể hiện được đẳng cấp của anh em. Chiếc điện thoại Vertu này anh em cũng nó cũng có thể làm cái vật trang sức của anh em. Mỗi khi mà anh em đi vào những cái hội nghị sang trọng và đẹp đẽ. Như vậy thì em đã hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể sử dụng chiếc điện thoại Vertu này giúp cho anh em đẳng cấp trong ánh mắt người khác. Thứ nhất là anh em có thể chụp ảnh và post lên Zalo, post lên Facebook, post lên các trang mạng xã hội. Thứ hai là anh em có thể sử dụng chiếc điện thoại Vertu này để xin số điện thoại người khác và nháy số điện thoại của mình sang máy điện thoại của người khác. Và thứ ba là anh em thường xuyên cầm những chiếc điện thoại Vertu này để trên mặt bàn hoặc là để trên bàn nhậu hoặc là luôn luôn cầm ở bên mình nhưng mà để cầm ở trên tay cho người khác được nhìn thấy. Trên đây em đã chia sẻ với anh em là 3 cách để giúp cho anh em sử dụng chiếc điện thoại Vertu nó có hiệu quả hơn. Anh em xem video thấy hay, thấy hữu ích thì ấn nút đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm nút chuông bên cạnh để em tiếp tục sản xuất video gửi tới màn hình của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.